Hey, thân chào quý anh em. Em xin giới thiệu đến quý anh em là cái thiết bị xử lý âm thanh, đó là DBX Rivarac Venue 360. Dáng vẻ bên ngoài nó như thế này. Thì cái size, kích thước nó thì cũng giống như con DBX Rivarac 260. Nó cũng giống nhau. Nhưng mà về tính năng cũng như về các cái chức năng mở rộng xử lý thì nó mạnh hơn, và cái sao tiếng nó hay dương như con 260 rất là nhiều, mà cái giá thành nó hơn thì không nhiều. Giá thành hơn không nhiều, nhắc lại là giá thành hơn không nhiều nhưng mà tính năng hơn rất nhiều. Hơn ở cái thứ nhất là nó có bố trí cái quạt tản nhiệt, nó thành là nó hạn chế cái vấn đề và nóng nguồn đó. Cái thứ hai nữa là nó có tới 3 input. Đây, 3 input. 3 input độc lập chứ không phải là cái RTA nghe. Cái RTA là nó nằm bên này rồi. RTA là đây. Đây là cái đường mic RTA. Mic RTA là riêng. Mình cắm nó vẫn là input, nhưng mà input của mic RTA riêng nó không tính vào một input độc lập. Cái mạnh của nó hơn là đây. 3 input. 3 input để làm gì? Để chúng ta có thể routing tín hiệu vào và ra một cách thoải mái. Thí dụ như 1 và 2 là chúng ta từ trên mixer chúng ta qua này, chúng ta cấu hình cho 1 và 2 là chạy stereo full, ví dụ vậy. 3 và 4 là chạy cho stereo monitor, hoặc là 3 mono monitor, 4 là gì đó, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của từng người. Và cái input thứ 3 là cái ốc, chúng ta out một cái ốc riêng, chúng ta xử lý tiếng súp, chúng ta cắm từ mixer, cắm một cái ốc số 1 chẳng hạn qua bên này, thì khi đó chúng ta mở cái ốc số 1 trên mixer, chúng ta xử lý, chúng ta nối cái config trong cái thiết bị này giống như 260 mình chia sẻ cho bà con em xem đó. Cái tích config nó cũng y như vậy thôi, mình sẽ làm thêm phần mềm cho cái này cho anh em dễ hiểu. Và trên mặt máy thì nó cũng giống 260 thôi. Chúng ta chỉnh cái cho cái in này á, nó đối với cái out 5 và out 6 chúng ta đánh súp, thì khi này súp là đánh riêng. Rất nhiều anh em sử dụng 260 nhưng lại muốn cái tính năng này, thì rất tiếc là trên con 260 nó không có. Nó có thì nó có, mình làm mono thôi, không làm stereo âm thanh hiệu ứng hai đường tiếng hai bên được. Thì 1 và 2 á, thì hai dây trên mixer chúng ta xuống, thì đó vào đây, thì 1, 2 là nó stereo đúng không, kênh led kênh rai. Thì anh em có thể cho ra 1 led, 2 rai, 3 led, 4 rai, và 5 là sub mono hoặc là monitor, 6 là monitor riêng cho nhạc công chẳng hạn. Thì cái 5 này chúng ta đấu với cái input số 3 này. Input số 3 là một cái ốc bất kỳ nào đó trên mixer chúng ta out xuống, chúng ta đấu riêng qua đây. Thì khi này cái nhạc cụ, cái micro nha, chúng ta muốn cho nó qua 5, qua sub xíu thì chúng ta out cái ốc của cái đường micro lên. Thì muốn cây đàn bass cho nó qua 5 là chúng ta out ốc cây đàn bass. Muốn thiết bị nào đường tiếng của cái mixer nào mà trên mixer, đường tiếng của nhạc cụ nào mà qua cái 5, 6 này á, tức là qua cái đường input này á, chúng ta gửi qua. Thì khi đó nó rất là tiện lợi, anh em muốn đánh súp có lời ca hay không thì mình quyết định ngay trên bàn mixer. Mà cái tiếng ca chính và tiếng nhạc của mình thì nó vẫn cứ đi stereo, bởi vì hai đường chính nằm đây rồi. Đây là cái thế mạnh lớn nhất của con Venue 360. Nhưng nhắc lại, luôn nhắc lại cho anh em nhớ là giá nó hơn không có nhiều nha. Rồi, cái thứ hai nữa nó hơn ở chỗ nào nữa. Nguồn zin của nó là 100 đến 240V AC 50 đến 60Hz. Tức là tín hiệu input đầu vào nó cho ngưỡng biến thiên từ 100 đến 20V. Anh em trong nghề mình hay gọi là auto volt đó, nhưng thực tế nó là cái giải biến thiên nó có thể dùng từ 100 đến 240V. Thì hầu như điện lưới Việt Nam mình yếu cỡ nào thì con này nó chạy cũng được rồi đó. Công suất của nó là 30W. Cường cái dao động điện của nó cho phép tần số dòng điện là 50 đến 60Hz, vẫn như các thiết bị dùng điện phổ biến. Rồi, cái hơn nữa là gì? Chúng ta không phải dùng cái cổng chung một cổng như cái DBX Rivarac 260, thì dùng một cổng COM 232, RS 232 để chúng ta vừa controller vừa điều khiển trên máy tính mà vừa up firmware cho nó luôn. Thì khi chúng ta up firmware thì chúng ta dùng cái cổng USB, cổng vuông của đầu máy in vào đây, và cổng dẹp vào trong máy tính, laptop hoặc máy bàn thì chúng ta up firmware, can thiệp những cái bên trong. Còn khi chúng ta control, chúng ta chỉnh thì nó dùng cái cổng này. Cổng internet này cực kỳ nhanh,
và vô cùng tiện lợi. Ở cái chỗ là mua thời đại này là mua chỗ nào cũng có. Cái cổng com 232 này mình có chia sẻ, mới vừa chia sẻ cái clip sử dụng máy tính kết nối với con 260 bằng cổng com 232 và fit lỗi như nào cụ thể rồi, nhưng mà nó cũng không tiện lợi bằng con này. Sợi cáp này thì mua tầm cỡ 10.000 cũng có, 5.000 cũng có, 15.000 tùy theo. Thì cắm một đầu vào đây và một đầu vào một cái router. Cái router thì anh em có thể mua bất kỳ đâu. Router nó rất là rẻ. Cái này router bộ này thì mua 200 mấy thôi, 280.000. Cái router thấy không? Router có sẵn này thị trường nè. Một cái router mình để như này. Đó, router mình để lên đây. Rồi cái mình kết nối cái sợi dây. Sợi dây này vào. Một đầu ta cắm vào cái này. Tên cái 360, một đầu chúng ta cắm vào, nhớ là cổng ao nha. Cổng len á, đừng cắm vào cổng quanh. Cổng len. Rồi, xong rồi đó. Rồi chúng ta set cái wifi và mật khẩu của cái này. Sau đó chúng ta dùng laptop, tất cả thiết bị Android, điện thoại, iPad, iPhone, chúng ta tải cái ứng dụng về, tải phần mềm về và kết nối với wifi của cái hộp này thì chúng ta control được, điều khiển được mọi thứ trong cái hộp này. Đó là cái thế mạnh của con này, rất là nhanh và nó hơn BA2, bởi vì nó là tích hợp giữa con BA2 và con 260 nên thành nó hơn BA2 luôn và hơn 260 luôn, và nó hơn một cái nữa là nó mở rộng thêm một đường input nữa, nó tới 360. Đó là cái tiện lợi của nó. Điện AutoVol zin có quạt tản nhiệt thì không còn gì bằng rồi. Còn mặt máy nó thì ở trước thì như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ mở điện, mình sẽ hướng dẫn sơ qua cái mặt máy tại nó rất giống con 260. Anh em có thể xem lại cái kênh của mình, có rất nhiều video nói về cái dòng David này thì coi con kia con nọ hiểu con kia, coi con này hiểu con kia thì rất đơn giản không. Bây giờ mình sang phần 2 mở điện lên, rồi phần 3 là mình hướng dẫn ở trên laptop. Rồi phần 2 mình mở nguồn nha. Đây là một cái cục chuyển điện. Cái cục là nó chạy 220, cái nguồn này là nó chạy được là từ 200, từ 140, xin lỗi, từ 100 cho đến 240V. Đây, đó. Nhưng mà mình cắm vào mình chạy điện 100V thử, giả lập điện yếu để cho anh bà con em xem. Đây, giờ dắt đây. Đi xuống đây, giờ nó nằm trống đây. Cái này là cái đồng hồ số, dây đồng hồ. Đây là cái thiết bị biến áp, mình vừa cắm vào đây, bật biến áp lên, mình xem đồng hồ thử nó báo bao nhiêu. Rồi 109V nha, 109V. Ngõ này 109V. Rồi rút ra, mình cắm cái thiết bị và menu 360 của mình vào cổng 109V này. Rồi mình qua đây mình xem thử nó như thế nào. Đó, lên bình thường không? Tín hiệu ra. Đó. Rất bình thường. Ok, mọi thứ hết. Thì 109V mình dùng bình thường nè, 109V mình dùng bình thường. Đó, mình quay cái video rất là cụ thể chi tiết. Nguồn đi từ đâu cho bà con em xem. Cái 260 mình phải đau khổ, phải vật vã với nó là nguồn AutoVol. Rất nhiều anh chị, ba anh chị em, bà con đi làm show đang gặp, đang chơi gặp vùng điện yếu là tắt khởi động rồi là liên tục. Phải bỏ tiền ra mua thêm tiền để thay nguồn AutoVol. Nhưng con này nó hơn, tính năng hơn rất là nhiều, mà cái giá tiền nó hơn là tính ra là rẻ hơn so với cái tính năng nó làm được. Nguồn AutoVol zin đó là điểm mạnh của nó. Nhấn mạnh là giá thành hơn không có nhiều, nhưng mà tính năng hơn rất là nhiều. Cái tính năng control nó cũng vậy thôi, nó cũng có mấy nút hơi khác 260 tí, nhưng mà anh em có thể làm bất kỳ cái gì thế này. Ví dụ như bây giờ mình điều chỉnh, mình nhấn cái edit đó, nó thoát ra ngoài. Bây giờ trong đây nó đang nằm ở chỗ nào mình theo dõi đây, cái nút quay đây đó, nó đang nằm ở cái mic 1, quay các nó qua AFS 1. Thì mình mic 1 mình muốn xuống thì mình nhấn cái nút bên cạnh đây nè, xuống cái hai mũi tên select nè, gần cái núm data wheel mình nhấn xuống nó xuống mic 2. Rồi mình quay một cái nữa là nó qua cái AFS 2, nó AFS là chống hú.
mình nhấn cái đúng ta quay vào này thì nó cũng ra các cái băng tầng chống hú y như cái con 260 thôi. ABS đang off thì mình ấn cái núm to này vào, mình quay sang là nó on. Rồi qua lại ở dưới này thì clear light only thôi, thì mình quay nhắm qua đây mình quay on cho nó clear tất cả. Rồi xuống như này nữa thì nó ấn vào quay một cái thì nó là clear. Rồi cái mod tức là cái chế độ chống hú của nó đang ở free sale hay là light, nó cũng y như cái 260. Cái tab ở đây là cái kiểu cắt chống hú, cắt rộng hay là cắt hẹp, đang ở music thì mình chọn nó về space là to nhất, rộng nhất. Đó, nó là như thế. Fixel là cái band, nó band máy band, mình có thể chọn nó 12 band là cao nhất. Rồi cái live clip tức là cái thời gian mà nó sẽ bao nhiêu giây, bao nhiêu phút để nó reset lại cái băng chống hú. Cái này mình dùng live chứ mình dùng fixel thì mình không có cần. Rồi cái sensitivity tức là cái độ nhạy mà đạt cái ngưỡng hú tới bao nhiêu so với tần số gốc thì nó sẽ cắt cái này, nó ca hơn con sơ mươi xíu là nó có cái chỗ này nữa đó. Rồi cái select filter mình có thể chọn bao nhiêu, mình chọn để can thiệp cái filter nào trong này hơn 20 cái phần này nữa. Rồi xong rồi chúng ta không muốn chỉnh nữa thì chúng ta lại bắt lại nút bắt vào đây nè. Rồi chúng ta sang đưa sang cái phần quay sang cái phần EQ cho cái input số 3. Chúng ta ấn vào đó, on nó lên. Rồi chúng ta xuống này, xuống như này chọn tầng thì nó bên đây nó chạy luôn nè, nó có chọn tầng y như 260 nè. Chúng ta muốn chỉnh chúng ta ấn vào đó, chúng ta quay xuống đó. Rồi chúng ta ấn vào cái nữa là xác lập là thành công cái tần số đó, ta quay núm data view để chọn tần số khác. Chúng ta muốn chỉnh chúng ta lại ấn vào, chúng ta tăng lên hoặc giảm xuống, xong rồi xác lập thành công chúng ta lại ấn vào. Đó, rất là đơn giản. Muốn chỉnh tiếp tục các thông số khác, chúng ta quay cái nút data view sang tới cái phần in. Phần out chứ, input nó có cả GEQ và PEQ. Rồi chúng ta quay sang bên này. Bên này nó có auto EQ, có compressor tùy theo mình xác lập. Rồi bây giờ cái điểm cắt đây, 2x2 đây. Đó. Nó cũng y như cái 260. Không có cái gì khác nhiều. Rồi mình thoát ra. Config thì nó có nút config đây để anh em xác lập lại là bao nhiêu băng nào dùng bao nhiêu gì. Mình ấn vào mình giữ, ấn vào giữ thì khi ấy cái màn hình nó cũng như thế này đó, nó cũng như thế, có chế độ chọn này. Ví dụ mình xác lập bắt lại nè, mình xác lập cái hai quay của cái một này. Đây, cái một là cái cộng số 1 là 2x2 đúng không? 2x2 nè, bây giờ mình xác lập lại nè. Mình nó config. Rồi. Cộng số 1 lên cộng số 1. Mà ấn vào. Mình không cho nó là 22 nữa mà mình cho nó là 6 quay đi, nó tràn nó xuống đi. Rồi, ok. Đó, bây giờ mình thoát ra ngoài nó là 6 quay nè. Đó, 1 cho 6 nè. Một đường A chưa cho 6 nè. Có nghĩa là mình vô trong này mình routine cái kiểu gì cũng được, kiểu nôm na đó. Rồi bây giờ đến phần tiếp theo là phần mình kết nối cái con Debit Venue 360 này với máy tính. Như mình nói lúc nãy á, rất là đơn giản. Cái router như thế này, router loại nào cũng được, không nhất thiết là phải loại này. Anh em có thể mua mắc hơn tầm 1 triệu cũng được, tầm 150-200 ngàn cũng được. Cái này là 280 ngàn. Tenda N300. Rồi mình vào trong này, mình trước khi dùng là mình setup lại cái router này theo tên wifi cá nhân của mình thích, rồi mật khẩu, thế là xong. Rồi cái IP thì có thể mình set lại cái IP, cái đó anh em có thể tìm hiểu riêng một khóa. Còn cái này là cái đầu kết nối vào cái thiết bị, rồi báo đèn rồi đó, kết nối vào cái 2360. Cái này chúng ta cắm vào cái router, nhưng mà lưu ý cắm vào cái đường LAN nghe, đường LAN nghe, cái đường này là đường nhận internet, có nghĩa là bên cái hộp mạng cáp quang nó phân tích nó gửi qua bên này. Đường này là đường nhận, hoặc là từ router khác, router chủ gửi qua bên này để nhận internet. Còn đây là nhận tín hiệu đồng bộ để điều khiển, thì kém vào cổng nhà, cổng ra, cổng 1, cổng 2, cổng 3, ba cổng đây cổng nào cũng được. Rồi
Đây có đèn rồi. Này cũng báo đèn rồi. Chúng ta sang máy tính. Máy tính thì chúng ta kết nối, ví dụ cái hộp này mình set tên của nó là đây, David. David Tuấn đây. Đó, thì nó đã kết nối với cái wifi này. Thì cái wifi này là mình set nó là vừa có internet mà vừa có tín hiệu của cái controller này. Anh em làm đủ các kiểu gì cũng được. Đó. Vừa có internet này. Đó. Vừa có internet này. Thấy không? Internet chạy bình thường. Đó. Rồi, mình bỏ đi, thoát ra ngoài đi. Vừa có điều chỉnh được cái con Venue 360 này. Đó, chúng ta kết nối với Venue 360. Rồi. Đây là nó giao diện nó login vào cái 360, mình sẽ chuyển qua mình quay cái màn hình trên laptop sẽ tiện hơn. Anh em sẽ nhìn rõ hơn. Và đây là mình quay cái điện thoại để anh em xem hiểu rõ là cái cách kết nối. Nó cái laptop này mình bưng đi đâu xa khoảng cách 10m 20m thì tùy theo cái độ ổn định sóng của cái bộ phát wifi này. Hoặc là chúng ta có thể cắm cái dây len. Cắm cái dây này nè, cắm vào một cổng các cổng còn lại đây qua cái máy tính của mình. Đó. Còn cái chất lượng bộ phát này tùy, mình có thể cầm cái dây này, dùng cái dây này như mình chỉ UI kết nối cho nó xa đó, tăng cái dây này lên tầm cỡ 20m. Xong mình cầm cái hộp này mình ngồi dưới 20m kia mình cắm vào. Laptop mình để gần cái hộp này cũng được. Rồi giờ mình chuyển qua màn hình laptop. Rồi bây giờ mình tiếp theo cái phần kết nối cái con Venue 360 TBX với máy tính nha. Cụ thể đây laptop thì mình sẽ login vào cái hộp wifi mà mình đã cài đặt đó. Đây là David Tuấn. Mình connect nó vào. Xong. Rồi là mình cài cái ứng dụng Venue cái phần mềm Venue 360 trên máy tính. Nếu ở trên điện thoại thì mình cài cái app đối với Android hoặc là iOS phù hợp với nó. Rồi mình mở phần mềm lên. iOS và Android nó giống nhau, nó giao diện nó cũng y như cái laptop này thôi. Bấm vào như này thì nó báo mình là My Drive Rack. Đây cái địa chỉ IP address đây, firmware là mới nhất 2.0.50. Hardware là standard. Rồi, connect. Đó là giao diện, nó mở ra giao diện không? Rồi mình có thể config bất kỳ. À bây giờ mình nó ví dụ đây mình không ưng ý cái này, mình chuyển sang cái băng khác là mình lên cái ba cái dấu gạch kề bên trái, phía bên trái trên góc đầu bên phải mà phía bên mình lệch bên trái cái bánh răng cài đặt đây, chúng ta bấm vào, chúng ta có thể gọi cái băng khác, loa cái băng khác. Ví dụ giờ mình loa cái băng hai quay stat monitor nhanh 3, rồi mình recall gọi nó. Đó, nó sẽ loa cái băng này ra. Chờ nó load nha. Ví dụ cái băng mình mở lên băng này đi, mình chưa ưng ý đúng không? Bây giờ mình là sẽ router nó lại là bằng cách mình ấn vào cái config này trên đầu mở góc phải màn hình trên đầu đây, config đó. Rồi bây giờ tín hiệu đầu vào mình muốn nó là cái gì? Cái mic một thì mình cho nó mic input 1, mình đưa nó vào cái analog 1 đi, nó mới đúng. Đây analog 1, mình chọn analog 1. Cái đường số 2, đường in số 2 mình cho nó vào cái analog 2. Rồi đường in số 3 mình đưa nó vào cái analog 3. Cái này là muốn làm cái gì cũng được hết. Rồi cái đường in mình xác định là cái in cái đây, cái khu vực này bên phải này, cái AP này là nó mic một lần của input rồi. Cái này chúng ta có thể tùy biến nó thành cái gì, link hay là gì đó, chúng ta có thể tùy biến nó. Cái APS đây, cái GEQ đây, và parametric EQ, ba cái phần dành cho input vào. Thì bây giờ cái 1 và 2 mình dùng chung cho full đi, thì mình có thể link nó lại, link 1 và 2. Rồi cái GEQ tức là cái graphic EQ 30 cần á, cái 1 và 2 chúng ta dùng cho full, chúng ta có thể link nó lại tùy mình, hoặc là không tùy mình. À, cái này mình có thể link hay là bỏ link cũng được tùy mình đó, nhưng nó như thế mình có thể link nó lại hay là không link tùy mình. Không, rất là thông minh. Rồi cái số 2, cái gain, cái nó có thể chọn này, cái số 2 này, auto gain control này,
rồi tới Backlight Delay nè, Compressor nè, Rapid EQ nè, Noise Gate nè, Sub Harmonica Shift nè, mọi rất là nhiều thứ. Phần input 1 mình chọn gì? Ví dụ mình chọn cho nó là cái compressor input. Rồi ok. Cái này mình cũng chọn compressor input. Rồi, có phần in vào. Rồi mình mới link cho nó lại để chỉnh một bên thôi. Rồi ok. Parametric hai bên. Nếu hai hệ thống loa khác nhau bên trái bên phải thì anh em để riêng. Còn chung hệ thống loa thì mình link nó lại. Đó, nó rất là nhanh như thế. Và đó là phần in. Trong hú đây nó cũng y như 260. Trong hú thì chúng ta còn up play rồi, chúng ta xác lập nó đi. Rồi chúng ta bây giờ nó xác lập, nó gọi lại một lần nữa. Sau đó chúng ta mới chỉnh được cái chức năng của từng cái mà chúng ta mới xác lập. Nó chạy hết cái cây này, nó lo hết cái cây này 100% á. Rồi, sắp xong đó. Bây giờ mình vào cái IFS thì nó có như thế này. Nó cũng y như cái 260. Cái mode nó là nó gồm có live và pixel, mình chọn pixel. Thì live thì mình chọn xuống live. Đó, đây mình chọn pixel. Thì cái tape width tức là cái độ rộng của cái điểm cắt. Anh em làm ơn không hiểu cái này thì coi lại clip hai bên cái hướng dẫn chống hú bên cái 260 của kênh mình sẽ hiểu cái pixel, cái music, cái space nó là gì. Đó, thì tóm lại cái pixel là cái một cái định dạng của cái chống hú, còn cái tape tức là cái độ dốc, cái độ V như này nè. Để xin lỗi cái độ rộng, độ rộng và độ hẹp của cái điểm cắt. Đó, thì mình chọn space. Còn bên đây là cái leaf after tức là sâu bao nhiêu giây. Cái này nó chỉ có áp phê cho cái phần nếu bên này mình chọn live thôi thì bên này nó hiệu quả nè. Ví dụ như sâu 5 giây, sâu 30 giây hay là sâu bao nhiêu phút, ở đây vô 60 phút thì cái cần này nó sẽ reset lại. Ví dụ như bên đây ở live này nó cắt bao nhiêu mấy hú tầng nào, nó cắt xuống độ sâu bao nhiêu dB đó. Nhưng mà sau bao nhiêu thời gian mà set ở đây thì cái cần đó nó sẽ trả lại cái phi selfie. Đây là cái số like mà mình chọn. Đây cái số like mình chọn nè. Số like mình chọn. Mình chọn mà nó tác động, nó hiển thị lên trên trên này luôn, đó. Rồi. Ở dưới này là cái độ nhạy để khi mà tầng số hú nó bắt đầu hú là nó đo, nó can thiệp. Nên là cái hai pass tức là bỏ qua tầng nào, thông qua cái tầng nào đó. Rồi on nó lên, đó là cái phần chống hú. Ở dù mình xác lập thêm phần bên này mình chưa thích, mình chưa biết cái input nào, out nào nó về đâu. Bây giờ mình hiểu nữa, cái đó là cái một nè, mình muốn out 1, out 2 là chạy full range đúng không? Chạy full range, mà full range là kết nối với cái đường A và B ở đây. 1 và 2 là bên input đầu tiên nào qua đây, nó có một, nó xử lý một lần là giờ nó biến thành A và B ở đây. Bây giờ mình muốn cái 1 và 2 mà monitor. Đó, monitor chứ mà mình biến nó thành full. Full 1 và full 2. Cái bộ đó server này là mình cho nó là stereo giữa A và B thì mình vào config lại. Rồi mình vào cái chỗ cái 1/2 x over này. Mình kéo lên kéo xuống, mình chọn cho nó cái 2/2 stereo, không biết chỗ nào cứ kéo khi nào có chọn. Đây 2/2 đây đó, nó biến thành như này. Còn bên phía chữ A là kết nối đầu vào, khi này mình sẽ chọn row A, ở dưới này mình chọn row B, ở trên row A rồi thì dưới row B. Đây row B, cái auto EQ này mình có thể mình để chung cũng được, không cần link. Rồi ở trên thì bên kia có cơm tổng rồi, mình không cơm nữa thì mình ví dụ mình để noise gate. Noise gate để cho nó, một số anh em thích nó khi mà tín hiệu nó anh em nó không chơi nhạc nữa, không có tín hiệu thì nó chặn bớt cái tiếng sôi của dàn âm thanh chắc, ví dụ. Rồi đó là xong cái cụm thứ nhất. Cụm thứ hai là monitor 3 và monitor 4. Mình muốn nó đánh monitor thì mình cũng làm như thế. Nhưng mà mình chuyển nó qua cái chế độ như này là chế độ 2. Cũng 22 như thế. 22 full range. Đây, kéo qua rồi đây. 22 full range đây. Rồi. Cái này có cái này rồi. Cái đây mình cũng chọn
Râu A, râu B. Râu A đây. Râu B đây. Đó. Coi nó cũng như thế. Ở trên này nếu mình không chọn noise gate thì mình chọn cái khác. Mình chọn monitor, mình chọn fill delay thì nó là fill delay. Hay là mình chọn cho nó auto gain thì dưới này nó auto gain, đồng thời mình muốn link lại thì mình link lại là một cái thôi. Rồi tiếp tục cái C dưới này mình muốn đánh nó độc lập đúng không? Độc lập một cái để đánh súp. Ví dụ vậy thì mình lại vào trong này. Mình kéo nó lên xuống, mình chọn nó một cái thôi. Cái nào mà đây. Mono nè, một cái. Từng cái một. Thì cái đường số 5 này mình vô mình câu cho nó thành rô C. Số 6 thì mình vẫn là rô C cũng được. Rô C cũng được tại vì mình đánh súp riêng mà. Súp là đường input nó vào input 3 nè. Nó qua cái bộ xử lý nè, bắt đầu nó biến thành C nè. Thì nó đấu với cái C này. Thì lúc này mình sẽ cắt súp là riêng trên ốc. Chứ nó không có liên quan với cái led drive nữa. Đó, ví dụ như xong cái này rồi mình xác lập bằng cách F play. Ok, là Z. Rồi nó lo cái băng này lại. Làm ở trên laptop này nó rất là nhanh, nó dễ hơn trên mặt máy rất là nhiều. Và em xin nhắc lại là con Venu B60 là tính năng hơn rất là nhiều, sao tiếng mạnh hơn, chống hú tốt hơn, mà giá cả thì hơn không có nhiều. Rẻ hơn cái số tiền mà tăng hơn đó, nó rẻ hơn cái giá trị mà nó mang lại, cái giá trị chất lượng cũng như là cái tính năng nó mang lại cho anh em khách hàng. Đó là sơ qua cái tính năng cái con Venu 360 này. Có rất là nhiều thứ như 260 và nâng cao hơn đó, chống hú, EQ, EQ Audio Graphics, rồi có auto EQ này nữa, nó có auto EQ nữa, setup rất là nhiều các kiểu, mà đặc biệt là đánh súp riêng và control trên laptop rất là tiện lợi. Anh em mà dùng có thể là bê cái laptop đi khắp trong cái khuôn viên mà mình cần phủ để mình nghe, mình set, vừa có thể đo tần số bằng smart line RTA, vừa có thể là xử lý cái công lơ này luôn. Rồi em xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà con em. Xin chào tạm biệt anh em. Có thể đăng ký cái kênh của em để theo dõi các cái video về sau, và cái chuông lên nha, để em có chia sẻ cái video nào thì anh em sẽ là người sớm nhất xem cái video đó. Xin chúc sức khỏe, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.